đỏ là con sư tử. Những nụ cười ngượng nghịu đáng yêu của các em học sinh lớp 4 ở Bài Lủng Mèo Vạc khi được hỏi về tiếng Anh. Bắt đầu từ năm lớp 3, các con đã được học tiếng Anh và cô giáo thì đang ngồi ở tận Hà Nội. Thank you. Very good. Bạn Tú, bạn Sùng Xá, bạn Hạ Xá. Đấy có phải là những bạn học giỏi không ạ? Dạ không ạ, đó là các bạn thường thường em sẽ cố gắng để có thể bao quát hết tất cả các bạn trong lớp. Càng các bạn ngại thì mình càng phải cố gắng là giao tiếp với các con nhiều hơn để các con mở lòng và các con thoải mái nói chuyện với mình hơn. Năm học 2022-2023 triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếng Anh là môn bắt buộc từ lớp 3. Thế nhưng khi đó, cả huyện Mèo Vạc chỉ có một giáo viên tiếng Anh tiểu học. Huyện đã đề nghị trường Marie Curie hỗ trợ. Thầy Nguyễn Xuân Khang đã nhận lời sau một đêm không ngủ. Tôi luôn luôn tôi nghĩ về biên cương của Tổ quốc. Mình có thể làm được cái gì đấy cho bà con vùng biên cương Tổ quốc ấy, mà phát triển ấy, thì đó là lương tâm và trách nhiệm. Nó là mệnh lệnh của trái tim. Thế rất đơn giản như thế thôi. Các lớp học tiếng Anh trực tuyến đã ra đời, dạy cho tất cả 76 lớp 3 của huyện Mèo Vạc. Đến nay, lứa học sinh ấy đã được học tiếng Anh 1 năm, mới chỉ biết những câu đơn giản. Nhưng quan trọng là các con thích. Cô giáo hiền ạ. Cô dạy qua trò chơi dễ hiểu ạ. Em rất hào hức học môn tiếng Anh. Nên là trong giờ học các em rất nghiêm túc học và chú ý học cô giáo, nghe cô giáo. Mặc dù học trực tuyến nhưng các em rất chú ý ạ. Cho chặng đường dài lâu hơn, một dự án cấp học bổng cho sinh viên người Mèo Vạc đang được triển khai với cam kết là khi học xong sẽ về quê hương để dạy tiếng Anh. Trong lúc đó, các lớp học trực tuyến vẫn đang diễn ra và mỗi năm 2 lần các cô lại được lên Hà Giang để gặp các con. Mỗi lần như thế mang về là cả một bầu trời kỷ niệm. Các bạn sẽ gửi cho em những lá thư và những bức tranh. Trong những cái lá thư đó là những cái lời rất là đáng yêu, rất là ngây thơ. Và ngày 20 tháng 11 em cũng nhận được những cái bức thư, các con viết thư, thầy cô giáo trên trường chụp ảnh lại gửi cho em, viết về những cái cảm xúc khi mà học tiếng Anh với cô. Thực sự lúc đấy em rất là xúc động. Và em hiểu rằng là em nhận ra rằng là trẻ con vùng cao rất là chân chất, mộc mạc, nhưng mà tình cảm của các con thì vô cùng là đông đầy.